Xin chào anh em, chào mừng đã quay trở lại với channel của mình. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ trên tay nhanh một cái món phụ kiện không thể thiếu đối với những cái anh em nào mà yêu thích LED RGB, muốn trang trí cho cái góc làm việc, góc chơi game, góc giải trí của mình trở nên đẹp và sinh động hơn. Thì mời các bạn cùng theo dõi video này nhé. Giá treo tai nghe đến từ thương hiệu Zadek, nó có mã hiệu là ZHS702G. Đây chính là cái giá treo tai nghe mẫu mới nhất của Zadek. Thì nó có điểm gì mới? Thì thứ nhất là nó được tích hợp công nghệ âm thanh 7.1, giúp giả lập âm thanh vòm cực kỳ sống động. Và cái việc thứ hai đó chính là nó được trang bị một cái giải đèn LED RGB cực kỳ đẹp và ấn tượng ở đây. Như các bạn có thể thấy, lát nữa thì mình sẽ mở hộp gắn dây và demo cho các bạn xem nhé. Thì bây giờ thì mình sẽ mở hộp nhanh. Tại sao đây là một cái món phụ kiện không thể thiếu được trong cái góc gaming, góc giải trí của anh em? Thì trong hộp đóng gói của nó rất là đơn giản thôi, chỉ có một giá treo tai nghe này, đi kèm theo đó là một cái cáp giúp kết nối cái giá treo tai nghe này với PC và một cái tờ hướng dẫn sử dụng. Chỉ đơn giản vậy thôi. Bây giờ mình sẽ demo nhanh cho anh em. Thì trước khi demo thì mình sẽ mở ra xem cái phần thiết kế tổng quát bên ngoài trước nhé. Wow, rất là đẹp nha mọi người, cầm rất là chắc tay, thiết kế rất là đẹp. Thứ nhất là về cái nút bấm đi. Ở đây các bạn có thể thấy ở trên đây có hai nút bấm. Cái nút RGB này chắc là cái nút là để chuyển giữa các chế độ đèn ở trên cái giá treo tai nghe này. Còn cái nút thứ hai này chắc là cái nút dùng để chuyển giả lập âm thanh. Lát nữa thì mình sẽ demo thử xem có phải không. Đây thì là cái phần logo của thương hiệu Zadek. Bên đây thì chúng ta sẽ có một số những cái cổng kết nối USB A, rất là nhiều cổng kết nối nhé. Còn bên đây thì là hai cái lỗ này, thì chắc là lỗ để cắm tai nghe rồi. Bây giờ thì mình sẽ gắn vào demo thử luôn. Đây thì mình đang gắn kết nối với lại cái cổng USB ở phía trên của thùng case cho nó nhanh. Thì với những bạn nào mà muốn setup đẹp thì có thể setup nối vào cổng USB ở phía sau mainboard, phía sau thùng cây nhé. Đó, thì ở đây các bạn có thể thấy hiệu ứng chuyển màu LED RGB của cái giá treo tai nghe này rất là đẹp. Và ở đây có cái phần logo Zadek nổi lên màu đỏ rất là đẹp nhé. Đây thì mình sẽ thử chuyển một số những cái hiệu ứng LED khác nhé, xem có những hiệu ứng LED gì. Đối với những cái bạn nào mà yêu thích LED RGB thì chắc sẽ biết những cái hiệu ứng này, thì nó sẽ có những cái tên riêng của nó. Ví dụ như hiệu ứng gợn sóng, hiệu ứng một màu đơn hay là gì đó vân vân. Rất là hay nhé. Đó. Hiệu ứng màu đơn này. Rất là nhiều màu. Còn mình thì mình yêu thích cái giải màu LED RGB. Cho nên là mình sẽ để cái chế độ này. Đây. Ở đây thì mình không có xài tai nghe cắm dây cho nên là mình sẽ không demo được cái tính năng giả lập âm thanh vòm 7.1 cho các bạn. Thì chắc là mình sẽ để dành cho một cái video khác, hoặc là bạn nào có mua về trải nghiệm thì có thể chia sẻ với mình ở phía dưới phần bình luận nhé. Vì mình thì mình xài tai nghe không dây, thì mình rất yêu thích những cái thiết bị không dây. Nó giúp cho cái góc làm việc, cái góc giải trí của mình trở nên gọn gàng hơn. Như các bạn thấy ở đây là chuột của mình cũng là xài không dây nhé. Bàn phím của mình cũng không dây. Vậy là mình đã trên tay nhanh cái sản phẩm giá treo tai nghe Zeke ZHS702G đến từ thương hiệu Zadek. Thì nếu các bạn yêu thích video này thì nhớ bấm like và subscribe cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.